Khương cô nương, nếu đã như vậy thì ta đắc tội rồi. Ngươi thật xem thường người khác, không ngờ lại dám giao thủ với ta bằng trận pháp yếu thế này. Không đúng, thợ pháp của hắn phức tạp như vậy mà lại chỉ là một con số nhỏ chạy ra, chuyện này có điểm bất thường. Khương cô nương, không được khinh địch, vốn nên dùng thượng thừa trận pháp để đối lại thì hơn. Nhiều lời, chẳng lẽ vào kết giới chi thuật ta lại không bằng người ư? Sư tỷ đúng là thủ pháp đẹp. Hề, ngươi tự chịu thiệt đi. Không xong rồi. À, đáng ghét, cái tên xấu xí kia gian lận. Đây là lần đầu ta nghe nói che giấu thực lực chính là gian lận đấy. Tôn cô nương, uổng phí cho cô là đệ tử của Thu Thủy tiền bối, đến đạo lý việc bên không ngại dối lừa. Y Hàm, đừng nói nữa. Khương cô nương, nếu như không chịu thua thì chúng ta vẫn có thể tỉ thí một trận nữa, ngươi có dám không? Ngông cuồng, nếu như không phải là sư tỷ sai sót, ngươi vốn không phải là đối thủ. Sư tỷ, mau giáo huấn cho hắn một chút đi, để cho hắn biết thế nào là trời cao đất dày. Thật là con người này rất mạnh, tôi không biết là cỡ khí tướng, nhưng... Khương cô nương, nếu tiện thì ta có thể thay cô nương đánh thẳng hắn. Ngươi, chỉ dựa vào tu vị thiên võ lục trọng của ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng là tử bào dưới linh sư? Mong Khương cô nương dùng tinh thần lực để cảm nhận chút. Không ngờ lực khống chế cơ giới chi lực của ngươi lại mạnh như vậy. Tại sao ngươi lại muốn giúp ta? Sự tồn tại và Thu Thủy tiền bối là bạn cũ mà ta và các ngươi, đương nhiên cũng là cùng chiến tuyến, đương nhiên là sẽ giúp. Sự tôn ngươi là ai? Danh tính của sự tôn không tiện tiết lộ, tóm lại ta không hại các ngươi là được. Khương cô nương, ta sao mãi cô không trả lời, chẳng lẽ là cô nương sợ rồi sao? Vậy thì cô nương đúng là làm ô uế danh tiếng Phật Yên Thu Thủy của sư bá cô nương đấy. Tiết Kiên, nếu không phải bằng nãy ngươi giở trò thì làm sao thắng được Khương cô nương? Loại người như ngươi vốn không xứng giao thủ với Khương cô nương. Nếu ngươi không phục, ta sẽ tỷ thế với ngươi một phen, chỉ là không biết ngươi có dám hay không. Sao tiểu tử, nhìn tu vi của ngươi cũng là lam bào mà thôi, ngươi có tự cách gì giao thủ với biểu ca ta? Bọn ta tùy tiện phái một người cũng có thể dễ dàng giết ngươi. Tiết Kiên, nỡ đến hắn mà ngươi cũng không thắng nổi thì ngươi không có tư cách giao thủ với ta. Sư tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Hắn mới chỉ là thiên võ lục trọng mà thôi, muội im miệng cho ta. Phế vật thiên võ lục trọng mà cũng dám ra mặt. Tiểu tử, nếu Khương cô nương đã mở lời, vậy thì ta cho ngươi cơ hội này. Nhưng mãi nhất cũng phải lấy ra võ dược trung phẩm để làm vật cược. Ngươi có thể lấy ra được cái gì? Đó thật là ta có võ dược trung phẩm, nhưng ta có thể lấy được, lấy thứ tương tự để thay thế. Ồ, nói ra xem thử nào. Ta dùng mạng của mình để cược với ngươi. À sao? Dùng mạng, có phải là hắn điên rồi không? Đừng vội kết luận, cứ xem đi. Món dùng mạng của ngươi cược với ta, nói trắng ra thì ngươi không sớm. Sao? Ngươi sợ thua dưới tay ta, thế nên không dám cược với ta. Nếu ngươi đã cố chấp muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Những người ở đây là chớn, tên này dùng mạng đất cược với ta, nếu như ta giết hắn thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Muốn lấy mạng ta cũng phải xem ngươi có năng lực này không đã. Dùng một chiêu định thắng thua đi. Lam bào giới linh sư, đáng chết, không ngờ tên này thật sự là lam bào giới linh sư. Tự hắn muốn chết thì được, nhưng mà đừng có đại diện cho chúng ta xuất chiến, như thế không phải sẽ làm chúng ta mất hết mặt mũi sao? Tiểu tử này chẳng lẽ thật sự có thủ đoạn ẩn giấu sao? Tiết Kiên, tiếp chiêu, người muốn tìm chết. Kết thúc rồi. Chưa hết đâu. Không xong rồi. Trận này có 7. Sao có thể? Cơ giới trận màu xanh, sao tự nhiên lại biến thành cơ giới trận màu tím? Không ngờ hắn lại có thể dùng hai loại kết giới chi lực để bày bố trận, che mắt tất cả, đỡ Tiết Kiên còn bị lừa. Sư tỷ, tỷ có ý gì vậy? Chẳng lẽ người đó là tử bào giới linh sư à? Ừ, với lại kết giới chi thực của hắn còn hơn ta rất nhiều, cũng hơn cả Tiết Kiên.
Tiểu tử, không ngờ ngươi lại là tử bào giới linh sư, tại sao lại giả thành lam bào giới linh sư? Dùng cách của ngươi để trị ngươi thôi. Ngươi thua rồi, giao võ dược trung phẩm ra đây. Tên giáo hoạt, ngươi dám quang minh chính đại đấu với ta? Ta cũng có cái này, nhưng mà lần này ngươi phải dùng 2 viên võ dược trung phẩm để ra cược, ngươi có không? Võ dược lão tử có đầy, chỉ sợ ngươi không còn mạng để nhận về thôi. Đúng là đứa trẻ tổng tài. Ra tay đi, hai viên võ chi miêu trảo của ngươi ta nhận hết. Mở. Quỷ sanh, giết chết tên tiểu tử này cho ta, lão tử sẽ thưởng cho ngươi một bữa ăn lớn. Quỷ linh giới linh, không ngờ lại là một con quỷ linh giới linh thiên võ cấu trọng. Cái đầu của tiểu tử ngươi ta lấy được chắc rồi. Đáng chết, đến lượt ngươi lên đầu rồi. Tiểu tử, chịu chết đi. Đi đi, nữ vương đại nhân của ta. Chuyện gì thế? Đây là cái gì? Sư tỷ, kia rốt cuộc là cái gì? Khí tức này quá quỷ dị. Khí tức có thể hoàn toàn áp chế được giới linh quỷ, linh giới, chắc là ma linh giới. Mau ra đây cho bốn quỷ vương xem. Tên của ma linh giới kia rốt cuộc có đạo hạnh gì? Giới linh ma linh giới, bốn đứa vương sao có thể đến từ nơi rác rưởi như thế? Còn tưởng là giới linh của ma linh giới xấu xí hơn ta, không ngờ được đời này của bốn quỷ vương ta còn gặp được báu vật tuyệt mỹ như này. Hả? Giới linh của ma linh giới không thể nào có hình người. Lẽ nào nói cô ta là giới linh của tiền linh giới? Cũng không đúng. Giới linh của tiền linh giới sao lại có sức mạnh hắc ám như này? Lẽ nào mỗi tử mà linh giới nở tình người lớn lên xinh đẹp như này, bổn quý vương cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện phục dịch bổn quý vương một lần, ta sẽ tha mạng cho ngươi, thế nào? Thổ vị, xem bổn quý vương ta xử lý nha đầu quốc cường như ngươi thế nào. Cái gì? Đây là ta sai rồi, xin ngươi tha cho ta. Nhớ kệ nhé, bổn nữ vương đến từ Tu La linh giới. Không phải chứ, giới linh quỷ linh giới thiên võ cửu trùng đó, vậy mà lại bị cô ta giết rồi. Không thể nào, không thể nào. Tên đó sao lại có thể ký khước được với giới linh của Tu La linh giới? Chắc chắn là có lừa gạt ở đâu. Vị huynh đệ, ngươi rất lợi hại, tiếc kiên ta thua rồi. Khơn con nương, lần này phủ của người có cao nhân tương trợ, ta sẽ không lâu lại nữa. Có điều có người tiếc kiên ta, sớm muộn gì cũng sẽ là đến xin chỉ giáo. Hy vọng lúc đó trong phủ của người cũng có tiểu bối cao nhân tương trợ. Hey, thật là buồn chán, thế mà đã nhận thua rồi. Ta về đây, lần sau có bữa thịnh soạn thì gọi ta.